từ ông ngoại vào trên nè. Em đội mũ bảo hiểm. Để gấu ăn gì nào? Ăn đùi gấu. Ăn đùi hả? Gấu ăn phô câu không? Cảm ơn. Đây. Rồi. Gấu ăn ngon không? Ăn đi nhé. À. Ăn này. Ngon không gấu? Bảo Titi ăn đấy. Hả? Cho Titi ăn đấy. Nào gấu với Titi ngồi ăn đấy nhá. Để ông dọn giờ này nhá. Rồi ngồi ăn đây.
Thế gấu ăn đi.